nhân chứng Đinh Tiến Công, trưởng khoa hồi sức tích cực đã đột ngột thay đổi lời khai vào chiều qua. Trước hội đồng xét xử, ông Công cho biết, việc phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Hoàng Công Lương phụ trách tại khoa được ghi trong cuốn sổ họp giao ban cuối năm 2015 và 2016, thực chất là nội dung được chỉ đạo ghi thêm sau sự cố chạy thận xảy ra. Tuy nhiên, khi được hỏi ghi thêm theo sự chỉ đạo của ai, thì ông Công trả lời không nhớ ai chỉ đạo trực tiếp, chỉ biết là có sự thống nhất của trưởng, phó khoa và cả khoa. Trước đó, nội dung phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Hoàng Công Lương ghi tại biên bản hai cuộc họp cuối năm 2015-2016 của khoa được xem là chứng cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của ông Hoàng Công Lương trong sự cố y khoa ngày 29 tháng 5 năm 2017. Diễn biến chính của phiên tòa sáng nay là phần xét hỏi giữa hội đồng xét xử và các luật sư bảo chữa đối với đại diện pháp lý của công ty Thiên Sơn, đơn vị cung cấp các thiết bị lọc nước RO cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử và các luật sư bảo chữa liên quan đến việc nhận thức trách nhiệm của mình như thế nào trong việc xảy ra sự cố y khoa ngày 29 tháng 5 năm 2017, vị đại diện pháp lý của Thiên Sơn cho rằng trách nhiệm hoàn toàn nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khi đã không cho kiểm tra lại nguồn nước sử dụng sau máy lọc để điều trị cho bệnh nhân theo đúng quy trình, chứ không thuộc về trách nhiệm của công ty Thiên Sơn. Ngoài ra, hội đồng xét xử và các luật sư bảo chữa cũng làm rõ mục đích của khoản tiền 370 triệu đồng mà công ty Thiên Sơn đưa cho bệnh viện là gì, để bồi thường thiệt hại hay là để hỗ trợ gia đình các bệnh nhân. Hiện tại thì số tiền này đã được bệnh viện nộp lại cho cơ quan thi hành án. Sáng nay, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang cũng đã có mặt tại Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình để theo dõi phiên tòa. Trước đó, nhiều luật sư bào chữa đã đề xuất hội đồng xét xử triệu tập đại diện ngành y để làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn, quy trình phân công chức năng, nhiệm vụ trong cơ sở y tế. Tuy nhiên, vẫn chưa được hội đồng xét xử chấp thuận.